các bạn đang theo dõi bản tin thể thao ngày 23 tháng 11 năm 2015. Hôm nay Minh Ngọc sẽ đồng hành với quý vị và các bạn với những thông tin nóng nhất sau đây. Vòng 13 ngoại hạng Anh, Tottenham đại thắng West Ham United. ATP World Tour Final 2015 đánh bại Federer, Djokovic lên ngôi vương lần thứ tư liên tiếp. Giải U21 quốc tế báo thanh niên 2015, U21 Việt Nam dễ dàng đánh bại U21 Thái Lan. Tối qua trong khuôn khổ vòng 13 ngoại hạng Anh, trên sân nhà White Hart Lane của mình, các cầu thủ Tottenham đã có màn đón tiếp hoàn hảo vị khách West Ham United. Đang đạt phong độ rất cao, Tottenham đã có một màn trình diễn ấn tượng trước đội bóng cùng thủ đô là West Ham United. Chính Kane là người mở ra chiến thắng cho gà trống với bàn mở tỷ số đẳng cấp ở phút thứ 23. 10 phút sau, trung vệ Toby Alderweireld đánh đầu nhân đôi cách biệt từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Christian Eriksen. Sự hưng phấn của Tottenham lên cao trong khi West Ham tấn công bế tắc khi mà cầu thủ quan trọng nhất của họ mùa này là Dimitri Payet dính chấn thương dài hạn. Rất nhiều cơ hội được gà trống tạo ra và hai trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng với các pha lập công của Kane ở phút thứ 50 và hậu vệ phải Kyle Walker ở phút thứ 83. Chỉ đến khi phải nhận tới 4 bàn thua, West Ham mới tìm được bàn thắng danh dự. Phút thứ 87, Manuel Lanzini không chế bóng khéo léo và dứt điểm hiểm từ góc trái khá hẹp, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Thắng chung cuộc 4-1, Tottenham đã có được 24 điểm sau 13 vòng đấu. Chuyển sang xứ Mỹ Ống với những diễn biến mới nhất của loạt trận vòng 13 Serie A, những cái tên mạnh như Napoli hay Inter Milan đều giành được những chiến thắng quan trọng. Dù được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Hellas Verona, tuy nhiên, phải đến phút thứ 67, các vị khách Napoli mới có bàn thắng khai thông để bế tắc. Sau một pha phối hợp khá bài bản, chàng tí hon Lorenzo Insigne đã có một pha dứt điểm đẳng cấp. Khi đã có bàn thắng mở tỷ số, đôi chân của các cầu thủ Napoli đã trở nên thanh thoát hơn. Chỉ 6 phút sau bàn thắng đầu tiên, đội khách đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt của Gonzalo Higuain sau pha đệm bóng cận thành đơn giản. Thắng trận, Napoli vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 28 điểm. Ở một diễn biến khác, trên sân nhà Giuseppe Meazza, Inter Milan đã có cuộc đón tiếp đội bóng tân binh Frosinone. Lần lượt ở các phút thứ 29 và 53, Biabiani và Mauro Icardi thay nhau lập công cho đội bóng áo sọc xanh đen thành Milano. Trận này, huấn luyện viên Mancini tung ra khá nhiều tân binh và hai trong số đó đã tỏa sáng. Phút thứ 87, Murillo dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 3-0. Để rồi chỉ 5 phút sau đó, Brozovic tung cú nã đại bác, ấn định chiến thắng 4-0 cho Inter. Sau trận này, Inter Milan đã có được 30 điểm và vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng. Vòng 12 La Liga đã diễn ra vào đêm qua rạng sáng ngày hôm nay với sự góp mặt của những đội bóng mạnh như Villarreal hay Atlético Madrid. Tuy nhiên, nụ cười chiến thắng thì không phải ai cũng có được sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tạo ra thế trận tốt hơn trong chuyến làm khách của Real Betis, Atlético đã sớm tìm được bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 8 với pha lập công của Koke. Khoảng thời gian rất dài còn lại của trận đấu, Atlético vẫn là đội tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Trong khi đó, Betis không thể một lần tìm được đường vào khung thành của đối phương. Với 3 điểm có được, Atlético Madrid vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn đội bóng cùng thành phố là Real Madrid. Được thi đấu trên sân nhà, nhưng Villarreal lại tỏ ra lép vế trước các vị khách A3. Họ bị dẫn trước ở phút thứ 27 sau pha dứt điểm của Sergi Henrique. A3 đã có thể dẫn 2-0 sau hiệp 1 nếu Dani Garcia thực hiện thành công quả penalty. Sang hiệp 2, phải đến khi A3 bị thi đấu thiếu người sau chiếc thẻ đỏ dành cho Keiko, Villarreal mới tìm được bàn gỡ hòa do công của Costa để giữ lại một điểm ở El Madrigal. Chỉ có một điểm, nhưng Villarreal vẫn có một vị trí trong top 4 do ở vòng đấu này, Celta Vigo thất bại trên sân của Deportivo. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với loạt trận đêm qua tại khuôn khổ vòng 14 Ligue 1. Dù phải làm khách nhưng những nhà cựu vô địch Olympique Marseille đã có 3 điểm trọn vẹn trên sân của Saint-Étienne. Đội bóng của huấn luyện viên Michel tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 1 và họ đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 41 nhờ công của Batshuayi. Bước sang hiệp 2, họ còn có thêm một bàn thắng đến từ cú dứt điểm của Enkudu để hoàn tất chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân khách. 3 điểm có được giúp cho Marseille chiếm lấy vị trí thứ 12. Ở một số cặp đấu khác, Caen và Angers chia điểm trong trận cầu không bàn thắng, còn Bordeaux bị thủ hòa trên sân của Rennes. Vậy là những ngày tranh tài của ATP World Tour Final đã đi đến hồi kết vào ngày hôm qua với màn so tài đỉnh cao giữa tàu tốc hành Roger Federer và Novak Djokovic. Và thêm một lần nữa, làng banh nỉ thế giới lại được chứng kiến tay vợt người Séc Bi lên ngôi. Sau khi thất bại ở bán kết trước Novak Djokovic, Rafael Nadal đã khẳng định cậu ấy là không thể bị đánh bại. Điều duy nhất bạn có thể làm là chúc mừng cậu ấy mà thôi. Và trận chung kết ngày hôm qua đã chứng minh nhận định của Nadal là chính xác. Trong vánh và thuyết phục, Djokovic vượt qua huyền thoại người Thụy Sĩ trong 80 phút.
với các tỷ số 6-3 và 6-4. Qua đó cân bằng thành tích đối đầu với Roger khi giành được 22 chiến thắng trong 44 lần đối đầu. Trận thắng này cũng được góp phần bởi Roger Federer khi anh đã mắc tới 31 lỗi tự đánh bóng hỏng, trong đó có 15 lần đến từ những cú thuận tay, vốn là sở trường của anh. Đây là năm thứ tư liên tiếp Djokovic đăng quang tại ATP World Tour Final và anh cũng là người đầu tiên trong lịch sử của giải đấu đạt được thành tích vô địch 4 năm liên tiếp. Những thông tin về tay golf Kevin Kisner tại giải golf ASM Classic sẽ tiếp nối bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Bước vào vòng đấu cuối với lợi thế dẫn trước 3 gậy so với những người bám đuổi, golfer người Mỹ tiếp tục chơi rất ổn định với 5 cú birdie ở những hố đầu tiên, sau đó khép lại vòng đấu này với thành tích âm 6 gậy. Qua đó thiết lập thành tích cao nhất giải với 22 gậy âm so với chuẩn là 260. Đây là lần đầu tiên Kevin Kisner giành được một danh hiệu PGA Tour sau 4 lần chỉ về nhì ở mùa giải năm nay. Người đồng hương Kevin Chappell giành ngôi Á quân với 6 gậy nhiều hơn Kisner và ít hơn người xếp thứ 3 Graham McDowell 1 gậy. Kisner chính là người thứ 6 có lần đầu tiên vô địch một giải PGA Tour trong năm nay. Trong khi đó, với thành tích 8 gậy âm chung cuộc, nhà vô địch mùa giải trước Robert Streff đã khép lại một giải đấu rất kém duyên. Thưa quý vị, những thông tin về giải U21 quốc tế báo Thanh Niên cũng sẽ thay lời chào kết của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhập cuộc với tâm lý tự tin, U21 Việt Nam đã làm bất ngờ tất cả những người hâm mộ. Khi trận đấu bắt đầu được 6 phút, tiền đạo Văn Thành đã loại bỏ 4 cái bóng áo xanh trước khi tung ra cú cứa lòng đẳng cấp, mở tỷ số cho U21 Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, 7 phút sau, Tuấn Tài bật cao đánh đầu đập đất, tung lưới đội khách để nhân đôi cách biệt cho U21 Việt Nam. Tuy nhiên, người Thái không dễ dàng buông xuôi. Sai lầm trong hệ thống phòng ngự đã khiến cho U21 Việt Nam phải trả giá bằng 2 bàn thua ở các phút thứ 21 và 44. Sang hiệp 2, U21 Việt Nam vẫn trung thành với lối chơi tấn công đa dạng và họ đã đạt được điều mình muốn. Lâm Ti Phong và Xuân Mạnh tái lập khoảng cách 2 bàn cho U21 Việt Nam. Những phút sau đó, hai đội vẫn chơi đầy nỗ lực, nhưng kết quả 4-2 nghiêng về đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã được bảo toàn cho đến khi trọng tài nổ hồi còi mãn cuộc. U21 Việt Nam đã có trận ra quân thành công ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên năm nay.